Lần đầu ăn hộp gà dữa, hộp gà lộn, không biết nó có khác gì so với hộp vịt lộn không ha. Hôm nay thử với Jen nha. Jen để lộn xộn cho nên không biết cái nào là hộp gà dữa, cái nào hộp gà lộn hết trơn á. Bây giờ là tâm linh thôi. Wow, cái này là hộp vịt lộn, ô hộp gà lộn nha. Nói chung nhìn y chang hộp vịt lộn luôn. Hớp miếng nước. Tăng tăng. Ôi, một cái là hết nguyên con luôn. Không có muối tiêu cho nên ăn muối ớt đỡ. Xin mời. Hôm nay thử thách coi Jen có ăn hết 10 cái trứng này không nha. Ê, cái này hộp vịt dữa, dữa nước. Ừ, cũng y chang hộp vịt dữa luôn. Béo lắm nha. Ai mà không ăn hộp vịt lộn được hoặc hộp gà lộn á thì ăn hộp gà dữa nha, kiểu nó có những lòng đỏ không à. Tăng tăng. No quá à. Chắc chỉ ăn được một trứng nữa thôi. Phải là hộp gà lộn nha. Đố mọi người Jen ăn được bao nhiêu trứng nè.